Như dưới cây, còn hơn người ngược nghe.
Giê-xu giảng dạy tại Ca-phác-na-ôm và chữa lành một người bị quỷ ám. Luca chương 4 từ câu 31 đến câu 37. Người xuống Ca-phác-na-ôm, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: "Ông Giê-xu Na-za-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giê-xu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp trong vùng. Phép lạ đầu tiên được kể trong Tin Mừng Luca là một phép lạ trừ quỷ diễn ra tại hội đường Ca-phác-na-ôm vào một ngày Sa-bát. Đức Giê-xu dạy dỗ dân chúng và họ sửng sốt trước lời dạy của Ngài, bởi lẽ lời của Ngài là lời đầy quyền uy. Quyền uy làm sửng sốt ấy đến từ con người Ngài, vì Ngài chính là ngôi lời của Thiên Chúa. Trong hội đường ngày hôm đó, có một người bị quỷ thần ô uế nhập. Anh ta tự nhiên la to vì thấy mình bị đe dọa: "Ông Giê-xu Na-za-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Ông đến tiêu diệt chúng tôi sao?" Sự hiện diện và lời dạy quyền uy của Đức Giê-xu làm quỷ xuất đầu lộ diện, nhưng nó sợ, muốn tránh Ngài trong cuộc chiến không cân sức. Quỷ biết rõ đối thủ có sức tiêu diệt mình là ai. Nó biết được điều mà dân chúng không biết về căn tính của Đức Giê-xu. Ngài không phải chỉ là ông Giê-xu ở Na-za-rét, mà còn là đấng thánh của Thiên Chúa. Có một sự đối lập gay gắt giữa thần ô uế và đấng thánh tinh tuyền. Đức Giê-xu trừ thần ô uế chỉ bằng một lời quát mắng: "Câm đi, hãy xuất ra khỏi người này." Ngài không cho quỷ nói lên danh tính của Ngài, vì Ngài không muốn sự thật được nói lên bởi miệng những kẻ dối trá. Lời truyền lệnh của Ngài khiến thần ô uế phải xuất ra. Nó không còn được ở lại hay có quyền gì trên người này nữa. Quỷ vật anh ngã xuống, xuất ra, nhưng lại không làm hại được anh. Người trong hội đường kinh ngạc, không vì chuyện Đức Giê-xu trừ quỷ, nhưng vì họ thấy uy quyền và uy lực nơi lời nói của Ngài. Lời nói ra như một mệnh lệnh, và quỷ phải vâng nghe. Thank you.
Thế giới hôm nay dễ bị tấn công và thống trị bởi các thần ô uế. Thần ô uế có mặt ở khắp nơi và có sức hấp dẫn mê hoặc con người. Ô uế nơi thân xác, nơi trí tưởng tượng, nơi những ám ảnh không ngơi. Ô uế trở thành một thứ văn hóa, xâm nhập vào mọi ngõ ngách, chi phối mọi lối nghĩ và lối hành xử của con người. Chúng ta phải nhìn nhận sức mạnh của thần ô uế trong thế giới hôm nay. Rất nhiều bạn trẻ đã phải thú nhận mình không đủ sức kháng cự lại. Đức Giêsu cho chúng ta niềm tin vào sự chiến thắng. Sự hiện diện của Ngài làm thần ô uế không thể giấu mặt. Sự thánh thiện của Ngài làm nó phải run sợ cúi đầu. Uy quyền và uy lực nơi lời quát mắng của Ngài khiến nó phải tháo lui. Hãy để cho Đức Giêsu thánh thiện có chỗ trong đời chúng ta. Hãy tin vào sức mạnh giải phóng của lời Ngài. Hãy để lời Ngài nâng chúng ta dậy và cho chúng ta được tự do. Một người ở trong hội đường hay nhà thờ cũng có thể bị thần ô uế ám. Chúng ta mong Chúa cho ta khả năng trục được sự ô uế ra khỏi đời ta. Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng thích tự do, nhưng mặt khác, chúng con thấy mình dễ bị nô lệ, có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra. Xin giúp chúng con được tự do thực sự, tự do trước những đòi hỏi của thân xác, tự do trước đam mê của trái tim, tự do trước những thành kiến của trí tuệ. Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ, để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa, để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được tự do như Chúa. Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi, khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày Sa-bát. Chúa tự do trước những thế lực đang ngâm đe, khi Chúa không ngần ngại nói sự thật. Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng. Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng, để chúng con được tự do bay cao.